nó đi xẹt tuột 6 giờ chiều đó nó đi rồi. Đi rồi tới nó xẹt chết đó, không biết mấy giờ chết đó. Cái đó mình đâu có đi theo đâu, mình đâu có hai cái chuyện đó. Tới sáng mới hay. Dạ này là anh Hạch Quy ha. Dạ. Là ảnh thứ hai. Dạ. Dạ, nó bị từ lúc lúc mà sanh ra. Dạ. Cái người em trai này đi là cái giò phải nhón như vậy rồi bước xuống đi không được, không được hả cô? Anh mình không được. Bị vậy là bị hồi nào cô? Hồi sanh ra luôn á. Hồi sanh ra cũng bị vậy luôn, coi như cái bị tật luôn. Tật luôn. Dạ. Ờ đó coi ảnh đi đó cô chú anh chị. Trong nhà thì cô chú anh chị thấy là vắt lá không à, mà lá nó cũng lụp sụp lủng lỗ tùm lum hết. Lại nó giọt nè. Dạ. Trời ơi bà bên đây te quá cô chú anh chị ơi. Dạ te tua luôn. Coi nè. Đó, mà nhận được số tiền này cô mừng không cô? Nhà mừng á. Dạ. Để đi mua quần áo cơ mà đưa nó. Cảm ơn mấy chú Trần Vương. Ý xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì xin đưa cô chú anh chị đến thăm một cái hoàn cảnh gia đình. Đó là gia đình của cô Sóc, chú tên là chú Ly. Và hoàn cảnh này ở huyện Long Phú của Sóc Trăng. Vì đây là một cái gia đình rất là khổ, rất là thương tâm. Thì cô chú là cũng năm nay cũng lớn tuổi rồi, thì khoảng 60 tuổi và có 5 người con. Thì trong đó là có 2 người con là đang bị bệnh tâm thần. Và bị bệnh này hiện cũng nghe nói là bị từ nhỏ tới bây giờ luôn. Thì hai anh bây giờ cũng đã lớn rồi, nhưng mà vẫn bị bệnh và cô chú phải túc trực chăm sóc cho hai người này. Và ba người còn lại thì có một anh, là anh này là anh thứ ba, thì ảnh cũng ở nhà cũng tiếp gia đình rồi đi làm rồi kiếm tiền lo cho gia đình. Nhưng mà có một cái chuyện đáng tiếc xảy ra là năm rồi á, là ảnh đi xịt chuột thì lúc mà đi thì đã bị điện giật và mất. Thì lúc mà mất thì cũng rất là buồn của chú anh chị, tại vì ảnh đi là đi ban đêm ban hôm đi khuya rồi, cho nên nó là ảnh mất thì ở ngoài ruộng đi có một mình thì không có ai biết hết. Thì tới sáng thì mới là hay được và mất thì đem về. Và Yến có nghe nói là do gia đình nghèo quá cho nên cái lúc mà ảnh mất đó thì không có tiền mai táng nữa, rồi để tới sình luôn thì mới mai táng được. Thì lúc đó là cũng nhờ những cái bên mà nhà hảo tâm người ta giúp đỡ cho hòm đồ để mai táng đó, rất là khổ. Và còn thêm 2 người con nữa, nhưng mà Yến nghe nói 2 người con này thì đi làm ở trên Sài Gòn nhưng mà cũng bấp bênh, cũng không có công việc thất nghiệp cho nên cũng không giúp được gì cho gia đình hết. Hiện tại là cái người thứ ba mất thì coi như cô chú ở đây là mỗi ngày là cũng như là có người đi làm mướn, ai mướn gì làm đó, và một người thì phải bắt buộc phải ở nhà để canh chừng hai anh này, tại hai anh này bị tâm thần. Mà hai người tâm thần ở chung với nhau thì bắt buộc phải coi chừng, nếu mà không có coi chừng thì hai anh này liền có nghe ở bà con sớm nói là hay đánh lộn với nhau. Khi mà lên cơn thì đánh lộn, bắt buộc phải có người ở nhà để can ngăn coi chừng hai ảnh, rất là khổ. Cô chú này thì ở sâu trong ruộng và đi làm mướn, coi như là người ta mướn như làm ruộng, làm lúa hay là làm cỏ gì đó thì cũng thu nhập cũng bấp bênh, tại vì công việc thì cũng không phải có hoài để làm, cho nên cuộc sống rất là khó khăn. Đặc biệt khó khăn nhất là kể từ khi cái người anh ba mất hồi năm ngoái tới bây giờ. Dạ. Và cái nhà của cô chú này á, là coi như Yến vô cái trong đây là rất là sâu cô chú anh chị, là phải lội qua mấy cánh ruộng nữa mới đi vô được tới trong đây. Nhà thì sâu lắm. Và hôm nay khi mà Yến đến thăm hoàn cảnh gia đình của cô Sóc chú Ly thì Yến cũng có nhận được phần quà của cô chú Mạnh Thường Quân gửi tặng, đó là số tiền 3.600.000 đồng. Thì trong đó có ông bà Giang Lý Châu ở Conrary, Canada gửi tặng 500.000 đồng, anh Tắc Quý ở Canada gửi tặng 500.000 đồng, một chị Mạnh Thường Quân ở Tây Đức gửi tặng 500.000 đồng, cô Nguyệt Bảo Đức ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, một chú Mạnh Thường Quân không nói tên ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, cô Dung chú Vinh ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, chị Mỹ Lan ở Mỹ gửi tặng 200.000 đồng, ông bà Lý Thuyên Cang ở Canada gửi tặng 100.000 đồng, cô Hữu Giang ở Canada gửi tặng 100.000 đồng, anh Peter Giang ở Canada gửi tặng 100.000 đồng và anh Chucky Giang ở Canada gửi tặng 100.000 đồng, tổng số tiền là 3.600.000. Và ngoài ra thì Yến còn nhận được phần quà,
đó là của cô Nico Vỡ ở Pháp có gửi tặng cho gia đình là 200.000. Thiến có mua là nhu yếu phẩm sữa cá mòi gửi tặng cho gia đình. Dạ. Thiến cũng xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn quý cô chú Mạnh Thường Quân đã gửi tặng phần quà này. Thì bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến mình vào thăm lại và thăm gia đình của cô Sóc, chú Ly. Thì một cái hoàn cảnh rất là khổ, rất là thương tâm ở trong đây. Dạ. Dạ, chào cô, chào chú. Dạ. Dạ. À, đang sửa máy hả chú? Dạ. Sửa máy này là máy gì chú? Máy xịt thuốc. À, máy xịt thuốc. Vậy là chú Ly phải không? Chú là chú Hạch Ly ha. Dạ. Dạ, sửa máy xịt thuốc hả? Rồi đi xịt thuốc cho người ta hả chú? Dạ. À, dạ con chào cô. Dạ. À, chào anh. Dạ. À, cô là cô Hạch Thị Sóc phải không cô? Dạ. Dạ, nay con có mang quà Mạnh Thường Quân gửi tặng cho mình nha cô ha. Đây nè cô. Dạ, để con để vào bảnh cho cô. Rồi cô ngồi đi cô, con trò chuyện với cô một chút. Dạ. Dạ. À. Dạ. Cô dạ, à, cô Hạch Thị Sóc với chú là Hạch Ly ha. Dạ. À, dạ, gia đình mình ở đây là có tổng cộng mấy người con cô? 5 người. 5 người ha. Ừ. Dạ, cô Sóc năm nay là cô nhiêu tuổi rồi cô? 61. 61. Dạ, còn chú Ly năm nay nhiêu? 60 rồi hả? Dạ, 60. Đang sửa máy rồi, để chú bận sửa máy rồi. Dạ. À, chú nghỉ tay chút xíu con quanh nói chuyện chút xíu được không chú? À, cô Sóc là coi như 61 ha, còn chú Ly là 60. Dạ, cô Sóc bình thường có làm công việc gì không cô? Đi dùm làm cỏ làm gì cho tụi nó. À, đi làm người em á. Làm vườn. Rồi người ta có cho tiền không cô? Cho. Cho tiền hả? Đi dặm bữa vậy là nhiêu cô? 200 là một ngày đó hả? Một ngày á, mới ngày được luôn. Á. À, còn một buổi thì được 100. Dạ, dặm coi như một ngày là coi như sáng chiều luôn ha, là 5 giờ sáng là đi dặm đó phải không? Dạ. Rồi chú Ly hồi nãy nói là mình đi xịt thuốc hả chú hả? À, cái này xịt thuốc là xịt vô mùa mới xịt hay sao chú? Cái đó vô mùa mới xịt. Vô mùa mới xịt ha. Rồi ví dụ thông thường không có thì mình đi bắt cái này bắt kia hả chú hả? Ừ. Dạ. À, con nghe nói ở đây là cô chú cũng 5 người con ha. 5 người con mà có một người đã mất rồi. Ừ. Dạ. À, cái anh đó làm sao bị mất vậy? Bị nó đi xịt chuột ban đêm đó. Đi xịt chuột ban đêm rồi bị bắt, bị giật á. Bị giật. Bị điện giật. À, rồi đi ban đêm rồi vậy rồi có ai đi chung lúc đó không chú? Lúc đó nó đi có mình ơi nó à. Đi có mình ơi nè. Ờ. Rồi không ai biết hết. Rồi mất rồi coi như là tới chắc tới sáng người ta mới hay hả? Ừ. Cỡ bay. Cỡ nó đi xịt chuột 6 giờ chiều đó là nó đi rồi. Đấy rồi tới nó xịt chết đó, không biết mấy giờ chết đó. Cái đó mình đâu có đi theo đâu, mình đâu có hay cái chuyện đó. Dạ. Tới sáng mới hay. Tới sáng rồi mới hay. Dạ là giống như người ta đi ruộng người ta gặp hay là sao, hay là chú thấy chú biết. Bị mắc lâu quá. À. Mắc lâu quá mình đi mới tỉnh. Đây đó. Kim. Có nghĩa là sáng lâu quá không thấy về. Rồi xong cái cô với chú mới đi kiếm. À. Thì ảnh mất từ bữa tới nay là được bao lâu rồi cô chú? Hơn năm rồi. Mất hơn năm rồi ha. Thì con nghe nói là ảnh lúc trước là ảnh đi bắt này bắt kia rồi ảnh lo cho gia đình mình đúng không? Ừ, dạ. Lo cho gia đình. Dạ, giống như ảnh là trụ cột của gia đình đó. Mà bây giờ thì ảnh mất rồi. Rồi còn con nghe nói là bây giờ hiện tại cô chú ở chung với hai anh này. Là hai anh này là sao, bị sao cô chú? Ba tâm thần á. Bị tâm thần. Bị cái này là bị hồi nào cô? Hồi sanh ra là. Sanh ra là bị tới bây giờ luôn. À. Rồi ảnh có nói chuyện được không cô? Không nó thằng kia cũng có anh, được đâu. Không được. Không có nói chuyện được luôn hả? Ừ, dạ. Hai người luôn không nói chuyện được luôn. Dạ, giờ cô dẫn vô chơi gặp ảnh được không? Ảnh có được. Ảnh có bình thường ảnh có quậy phá gì? Không gặp mình bình thường cũng vậy à. Đâu có mày. Không gặp mình nào có nó lên cơn á. Nó lên cơn. À. Lên cơn là sao cô là làm? Thì nó quậy à. Quậy hả? Quậy là lúc đó là làm gì cô? Hả? Là làm gì quậy lên là làm gì? Quanh thằng đó chạy đó. Quanh thằng anh á. Ngày em quanh anh á. Ồ, em quanh anh. Ừ. Vậy cô dẫn con vô coi gặp hai ảnh được không? Dạ. Cô gặp cô dẫn con đi đi. Dạ, mất công con không dám đi một mình nữa. Dạ. À, đây là anh này là thứ mấy? Thứ ba. Dạ. À, anh này tên gì cô? Dạ, Hạch Quy. Anh này là Hạch Quy ha. Ừ. Dạ. Là ảnh không có nói chuyện được luôn. Ừ. Dạ. À, này là... Dạ này là anh Hạch Quy ha. Dạ. Là ảnh thứ hai. Thứ hai. Dạ. Bị từ lúc
lúc mà sanh ra. Rồi coi như cái người em là người em mà mới quánh cái người anh hai này. Đó, thấy cười hoài đó. Anh này tên gì cô? Thạch Hải. Anh Thạch Hải ha. Này là em thứ mấy cô? Thứ năm. Em thứ năm. Hay mỗi lần ấy là quánh nghe. Rồi tôi đâu có đi bỏ nó được đâu. Đi dòm chừng nó mà chừng nào tôi đi ruộng thì ở cho em nó coi. Anh này năm nay là bao nhiêu tuổi rồi cô? Gần hai mấy rồi á. Hai mấy rồi ha. Dạ. 26, 27 rồi. 26, 27 rồi. Là em trai này 26, 27 tuổi. Còn cái người kia thì người anh hai là hai đó gần 40 rồi. Gần 40. Anh hai thì gần 40. Còn cái em trai này là 20 mấy thôi. Nhưng mà người em thì lại quánh người anh. Mỗi lần thằng này nặng hơn kia. Bị nặng hơn hả luôn? Nặng hơn kia. Thôi sẵn thôi cho con đi vòng vòng coi nhà thử của mình luôn ha. Nhà cô là coi như nhà hai bên là vách lá thôi cô chú anh chị. Mình đi ra sau ha. Trên thờ bàn thờ con thấy hình đó, cái thằng thứ ba đó. Là cái anh thứ ba đó là bị điện giật chết đó. Điện giật bị xịt ca xịt chuột đó là điện giật chết đó. Là cái anh thứ ba đó. Nhà thì dưới đất là mình nền đất thôi ha. Ở đây có giường, giường này chắc mấy ảnh ngủ ha cô hả? Với cô chú ngủ ha. Qua bên đây dẫn con qua bên đây ha. Bên đây có cái phòng nữa, phòng này của chú hả? Phòng tôi ngủ á. Phòng của cô chú ngủ trong đây. Ở đây thì vách là vách cao su thôi. Còn đây là sao bếp. Nhà trong đây còn cái phòng nữa hả cô? Còn phòng nhỏ con gái. Phòng của nhỏ người con gái là người đi Sài Gòn đó ha. Ở trong đây thì có một cái phòng nữa. Bây giờ cái chị này đi Sài Gòn rồi chắc không có ở đây nữa. Trong nhà thì cô chú anh chị thấy là vách lá không à, mà lá nó cũng lụp sụp lủng lỗ tùm lum hết. Mưa lại nó dột nè. Mưa ở đây là nó dột nè. Tại vì lỗ quá nhiều mà lỗ bự không à. Rồi lấy mấy cái miếng bao, miếng bọc đồ bịt lại thôi. Nhà này là cũ kỹ lâu năm lắm cô chú anh chị thấy đó. Bên đây là giờ bên đây có nuôi gà vịt cũng nhiều hả cô hả? Nuôi mấy con? Nuôi gà nuôi vịt đồ. Đây nuôi cặp bên cái ao cho mấy vịt nó đi xuống nước. bên đây thì cái bếp của mình nha. Ở ngoài sau đây bếp. Một có một cái bếp ga nữa nè. Bên đây thì bếp củi nữa. Thì nào hết ga thì xài củi ha. Bây giờ hết tiền vô ga mắc quá. Ga rồi bỏ rồi. Hết tiền vô ga rồi bỏ rồi. Chuyển qua xài bếp củi luôn. Bếp củi luôn. Rồi ở ngoài sau này là tắm rửa hả cô? Sau đây là nhà tắm á cô chú anh chị. Nước thì thấy là nhà ở trước nhà là có cây nước. Nhà cô thì ở trong đây thì cũng sâu quá, lội qua mấy cánh ruộng thì mới vô được tới nhà của cô. Mình đi ra trước cô ơi. Mùa mưa thì khó lội lắm. Bên đây còn một cái cửa phụ ở bên hông nữa. Trời ơi, mà bên đây te quá cô chú anh chị ơi. Te tua luôn. Coi nè. Cái này chắc là chỉ là để đồ đỡ thôi chứ về ngủ bên đây là ngủ không có được, tại vì bên đây là nó gắt hết trơn, nó trội luôn rồi. Ở đây mình nhìn lên mình sẽ từ bên đây mình nhìn lên thì mình sẽ thấy là cái mái nhà đó cô chú anh chị thấy đó, là bên kia được cái phần tôn chút đỉnh nhưng mà xét nghẹt hết trơn luôn rồi đó. Nó xét nghẹt hết rồi đó. Còn bên đây là lá, mà lá thì nó lá đã cũ rồi, đã mục rồi. Thì cái mái nhà này là một phần là lá với một phần là tôn. Cô chú anh chị thấy đó, còn những cái vách phòng thì chủ yếu là làm bằng mấy cái miếng bạc, miếng cao su, đồ che chắn, đồ rải thôi. Mấy bữa nay là trời bắt đầu nắng lại rồi, bớt mưa rồi cho nên là cũng đỡ, nó không có dột. Mưa nó có vô ngập vô không? Nó vô luôn ha. Bởi vì thấy lởm chởm nè. Này là vừa dột mà vừa ngập nữa nè, nó mới ra nước gì mà cái nền như vậy đó. Thôi mình ra ngoài trước ha cô ha. Coi như nãy giờ con tìm hiểu thì nhà cô là có tổng cộng cô chú với lại 5 người con. Mà trong đó thì một cái anh là anh thứ ba là đã mất rồi. Già mất hồi năm ngoái. Và hai người là cái anh thứ hai với lại em thứ năm. Là bây giờ là
bị tâm thần, bị tâm thần từ đó. Lúc mà sanh ra tới giờ. Sanh ra tới giờ đó. Dạ. Có hai anh mà bị tâm thần này á, là ở nhà bình thường là có tiếp cô làm gì được không? Lặng không? Đâu có tiếp được gì đâu. Trời ơi, múc cơm cho nó ăn luôn á. À, thằng kia mình bới cơm sẵn cho nó ăn á. À, là phải đút cơm không đâu, mình bới á, bới cơm tô cho nó ăn. À, còn thằng này bới ăn ơn được. Bới ăn ơn được luôn nha. Dạ. Bị thằng kia nó nặng hơn này. Nhưng mà không có nấu nướng hay là giặt đồ gì tiếp cô được. Rồi coi như cô chú phải làm hết luôn. Hết. Phải chi còn cái anh thứ ba thì ảnh cũng phụ được công chuyện trong nhà. Dạ. Rồi con nghe nói là có hai người đi Sài Gòn, là người con gái với một người con trai. Dạ, bây giờ hai người đó đi làm rồi có gửi tiền gì giúp đỡ gì không cô? Thất nghiệp đó có gửi tiền hay gì đâu. Thất nghiệp cũng không có ở chợ, anh cũng không phải là có công chuyện để làm ha cô ha. Không đủ nó xài nữa cái gì gửi. Rồi coi như ở đây là cô chú cũng đi làm mướn đồ để lo cho hai anh bị tâm thần thôi. Hai con thấy cũng khó khăn quá rồi. Bị hai ảnh là bị tâm thần là có nghĩa là hồi lúc nhỏ sanh ra có bị sốt hay là bị gì không cô? Có. Bị sốt. Sốt mấy mình biết á, đang đi nhà thương mấy mình biết là bị đó. Người ta nói là tâm thần á. Tại vì bị sốt rồi chắc có thể là lúc đó ảnh hưởng đến dây thần kinh đó cô chú anh chị. Bị sốt là để lâu không hay mới đem đi hay là đi liền cô? Mình đâu có biết, một ngày mới đem đi á. Bị một ngày rồi mới đem đi. Bởi vì có thể là đem hơi chắc là có thể là lúc đó nóng quá không có cho uống thuốc gì cho giảm sốt á. Rồi để rồi chắc là lúc nhỏ quá hả cô, lúc đó chắc cũng nhỏ quá bị. Dạ. Rồi có thể là ảnh hưởng tới dây thần kinh rồi bị như vậy. Nhưng mà cái người thứ năm là bị rất là nặng, còn cái người thứ hai thì đỡ hơn. Rồi chứ cái người nặng thì mỗi lần cứ lên cơn là ngược quánh thằng thứ hai đó. Rồi cho nên là cô với chú phải có một người ở nhà để coi. Có một người ở nhà coi. Không coi không được, sợ nó quánh rộn hai đứa thì họ mình về nó quánh hết chết luôn á. Trời dữ vậy đó. Rồi có khi có đợt nào mà quánh mà dữ quá rồi bị cái gì không? Không, mình ở nhà la. La nó. La thì nghe hả cô? La thì nghe. La thì nghe. Dạ bữa nay con đến đây thăm gia đình của cô chú là cô Sóc với lại chú Ly. Thì con có mang theo quà, đó là cái phần quà nãy con ghi vô đó. Là của cô Nico Võ ở Pháp, nhờ con gửi tặng cho gia đình. Bao gồm như yếu phẩm, sữa, cá mồi rồi đó. Với ngoài thời gian hôm nay thì con có nhận được số tiền Mạnh Thường Quân gửi tặng cho gia đình thêm số tiền 3.600.000 đồng để giúp đỡ cho gia đình mình. Để con xin thay mặt Mạnh Thường Quân trao cho cô chú nha. Mừng nha, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Nhận được số tiền này cô mừng không cô? Nhà mừng á. Để đi mua quần áo cho mấy đứa nó. Cảm ơn mấy chú Tùng Vương. Con nghe qua hoàn cảnh là con biết cô với chú rất là khổ. Tại vì chăm người bình thường rất là đã cũng mệt rồi, mà lần này là chăm hai anh là đều bị bệnh tâm thần hết. Bây giờ mình lấy cái số tiền này mình trang trải ha cô ha. Mua đồ ăn, đồ uống hay là những thứ cần thiết cho gia đình mình. Rồi mua thêm một tấm bạt, hai tấm bạt gì đó để che chắn mấy cái chỗ mà mưa gió nha cô ha. Đây ở sau này con thấy có nước để xài ha. Cây nước là ở đây nè cô chú anh chị. Nhà của cô Hiển đi vô Hiển thấy là rất là rộng rãi. Nhưng mà có điều là không có lành lặn, chỗ nào cũng dột te tu hết trơn á. Thì mình mua cao su mình che chắn thêm nha. Rồi bữa nay nhận tiền rồi vui rồi, đâu có buồn đâu mà khóc ha. Nhận tiền là vui rồi, đừng có khóc nha. Rồi mua đồ đi ha cô ha. Rồi chú Ly bữa nay nhận được quà Mạnh Thường Quân giúp mình vui không chú? Vui. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Trời ơi vui mà sao gung dữ vậy. Nói chuyện mà gung luôn. Hồi nãy nói đâu có gung đâu, bây giờ tự nhiên gung luôn à. Rồi
rồi. Ê, con hôm nay con đến thăm thì con nghe qua chia sẻ hoàn cảnh gia đình rồi, con cũng biết rất là khó khăn. Thôi cô chú cũng cố gắng lên nghe. Con cũng chung chúc cho cả gia đình mình được nhiều sức khỏe, bình an, với lại sẽ gặp được nhiều may mắn ha. Dạ. Rồi. Sao ảnh đi là cái giò ảnh là không có đi bình thường hả cô? Đi bình thường. À, cái người em trai này đi là cái giò phải nhón như vậy. Rồi bước xuống đi không được. Không được hả cô? Anh mình không được. À, bị vậy là bị hồi nào cô? Hồi sanh ra luôn á. Hồi sanh ra cũng bị vậy luôn, coi như cái bị tật luôn. Tật luôn. Dạ, anh kia thì cái chân bình thường nha, nhưng mà cái anh này là cái chân là đi cứ phải nhón lên như vậy nè. Dạ, trời đi như vậy là đau lắm. Đau. Dạ. Ồ, đó, có ảnh đi đó, cô chú anh chị thấy không, đi như vậy rất là khó khăn, rất là đau cái ngón giò. Dạ. Thấy thương quá chừng luôn. Dạ. Dạ, kính thưa cô chú anh chị, vừa rồi mà hình có vào thăm hoàn cảnh gia đình là của cô Sóc, chú Ly. Hiện tại thì cô chú có sống với hai người con trai và hai anh này là đều bị tâm thần hết. Một người là thứ năm, là người đó là người Úc rồi, thì bị rất là nặng và thêm cái phần chân cũng bị tật, bị nhón lên. Còn cái anh kia thì thứ hai, anh này cũng bị tâm thần nhưng mà bị nhẹ hơn chút. Cả hai anh thì coi như cũng không biết làm công việc gì hết, không có thể phụ giúp được cô chú. Cô chú năm nay 60 tuổi rồi và coi như còn phải đi dặm lúa, cắt lúa ở ngoài đồng để kiếm tiền lo cho gia đình nữa. Đặc biệt là khi mà người con thứ ba năm ngoái mất, khi bị điện giật thì gia đình càng khổ hơn. Hai người ở trên Sài Gòn thì lại thất nghiệp, cũng không có tiền để hỗ trợ gì cho gia đình. Nhà rất là khổ luôn. Nhà cửa thì cô chú anh chị thấy đó là nhà lá sụp sệ, rồi dột tùm lum hết trơn, nền thì là nền đất. Dạ, thì hôm nay Yến đến thăm hoàn cảnh gia đình, Yến đã trao số tiền cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì gia đình cũng rất là mừng, rất là cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ. Yến cũng mong cô chú Mạnh Thường Quân có thể giúp đỡ thêm cho hoàn cảnh gia đình của cô chú để phần nào vượt qua cái khó khăn hiện tại. Dạ, và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.